đối với các vận động viên chuyên nghiệp và những người hay bị đau cơ thì việc sử dụng Gore Tex là rất là tốt và rất là cần thiết, tại vì Gore Tex có tác dụng chống viêm, chống căng cơ cũng như việc cố định cơ. Thì nên Thanh rất là may mắn khi được các bác sĩ ở ACC hướng dẫn tận tình để biết cách sử dụng Gore Tex tại nhà. Và cũng vì vậy, trong các chương trình chinh phục sa mạc năm nay, cả 1000 cây số trên sa mạc, chắc chắn Thanh sẽ đem Gore Tex theo.